Hôm nay là ngày thứ tư chống dịch. Chúng tôi không biết làm gì ngày hôm nay hết. Gió biển động quá trời luôn, đi đâu được hết. Này, ngồi nhà sửa lều. Banh lều một đống đây. Sửa đống lều bây giờ cứ ăn rồi ngủ. Rồi lại ăn rồi lại ngủ. Bây giờ lại ăn. Không khổ cực quá. Cuộc sống nó khổ cực. Nó mệt mỏi. Rồi bây giờ lại ăn, mọi người thấy chưa, ăn đạm bạc triệu không à. Tay cá này nãy mấy anh mới câu nè, cá nhái nãy mấy anh mới câu về nè, mình làm biếng mình ngủ nhà. Ta đi câu thấy bà vậy là họ ăn cá nha. Ngày hôm nay chúng tôi lại có món mới, đó là món chè bưởi. Rồi coi nó ăn rồi, nó ăn rồi coi dính miếng nào. Mang hả tư? Bột mang phải không? Đó, bột mang. Nhìn đi như chè bưởi vậy. Ngon vậy. Đây là chè bột nha mọi người. Nấu giống như dạng bánh trôi nước vậy đó. Đó. Rất là ngon rồi, coi anh ăn rồi. Trời ơi. Thiếu mặn rồi, cái xuống biển rồi, húp miếng nước biển lên rồi. Đó. Miếng này ăn mặn rồi. Đang ngọt. Đây mình còn đang gặm đầu con cá xanh xương à. Mọi người ăn hết rồi. Vậy miếng cuối. Mình sẽ là người cạo hết tất cả những thứ còn lại. Rồi bây giờ bạn Ngọc sẽ làm bát tết món chè bột cho mọi người ăn nha. Đây là đậu phộng. Bán muốn vô sao? Đây. Đã chưa? Nhìn đẹp hết. Dân Bình Thuận ăn rất là ngọt. Rồi. Để nắp về lại. Thật là do. Bóc miếng đậu phộng. Thả lên. Đó. Nhìn xin nữa. À. Xong. Ta có một ly chè ngon miệng. Yeah. Chuẩn bị ăn thôi. Ông Đam nói ở nhà không ra ngoài trừ lúc mua đồ ăn. Còn lấy tiền đâu mua đồ ăn thì ông Đam không nói. Ngày hôm nay thì không biết làm gì nên chúng tôi chế trà uống, ngầu chiêu ngắm biển. Nghe sóng biển rì rào, gió mát. Rồi xa xa có người đánh cá này, thấy không? Cái thúng có chút xíu à. Đây, đang nấu nước để chết ra. Thế chưa? Cái sắp sôi rồi. Đây trà đạo đồ. Trà đạo đồ. Đây là trà xanh tuyết, thấy nó màu nó khác trà thường ha, nó không có màu xanh đâu. Còn đây là chùm ngay, mình dùng để trị dị ứng. Rồi. Xong rồi bây giờ tụi mình chế ra nè. Đổ ra cho khỏi bị dính sát trà. Rồi chế vào đây. Đây là ly chè tự nhiên mình ngâm muối. Còn ly này, ly mình mua trên mạng ấy. Đẹp không, dễ thương không? Đây là một sản phẩm của mình nhặt ở dưới biển và anh ấy chơm của mình. Sau đó anh ấy quyết định là rảnh rỗi mà ngày hôm nay rảnh mà anh ấy mài cho đến hết năm Covid thứ nhất. Qua tới năm Covid thứ hai cái này nó sẽ mòn lại, chúng ta sẽ làm được mặt dây chuyền đó, rất là đẹp các bạn ơi.
mình sẽ đục một cái lỗ xuyên đây, đó. Đây đây ngay ngay trong đây là đây thật mặt dây chuyền đó. Đó, đeo đẹp chưa đó. Là mà phải mài vào tới năm không anh biết cái gì nữa không về pha đi xin đổi đây là lúc những người rảnh rỗi không biết làm gì biển thì vẫn cứ xanh nè đây chó thì vẫn cứ chạy ngoài đường của chó kìa đây là chó hoang ngoài đảo mọi người ơi mồi ngoài đảo á à, nói chung là tới lúc rồi tụi mình đói lắm rồi á thì là đó giờ cái xương cũng gặm á giờ là đu mồi